Vâng, mến chào các quý anh em nhé Hôm nay Shop Zipman quay trở lại giới thiệu cho anh em một siêu phẩm anh em nhé Một set Zippo Set này chủ đề xuất nhật anh em nhé Hàng là hàng xuất nhật, xuất thị trường châu Á Và cây này thì được đựng trong một cái hộp gỗ Hộp này hộp gỗ chia anh em nhé Rất là sang trọng, to như thế này nó Chiều này nó tầm khoảng 14-15 phân Chiều này tầm khoảng 18 phân anh em nhé đây thì đây một set zippo trong uh, rất là tuyệt vời anh em nhé cây này thì uh, thuộc cái chủ đề là phật anh em chủ đề phật còn uh, set này có một cái bát để mình uh, lấy ra giới thiệu cho anh em xem cái bát này bên trong nó có có cái hình ấy thôi cái hình uh, hoa sen anh em nhé hoa sen và trên này nó có chữ hán Đấy trên đây có logo và chất liệu của cái bát này là bằng bằng sứ anh em nhé đấy anh em thấy mình uh, test cái tiếng tiếng vang vang như thế là sứ anh em nhé và không, không chắc chắn là không phải bằng nhựa anh em nhé bằng nhựa là búng và tạch 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 cái này là vang anh em nhé bát này nó rất là mỏng này đấy, cái này thì mình nghĩ là Xét này anh em à, trưng bày lên à, bàn thờ cũng rất là hợp lý anh em nhé để lên bàn thờ rất là hợp lý mình mua cái này để trưng anh em ạ à, chứ dùng cái này thì cũng hơi tiếc tại vì giá nó cũng không phải là là rẻ anh em nhé trên à, thị trường nó cũng có một cái mẫu giống như thế này luôn và chất liệu nó là bằng bạc nguyên khối em à, nó nổi lên khắc nối lên và cái hình nổi như thế này là bằng bằng à, mạ lớp vàng anh em nhé mã lớp vàng cây đấy thì giá đâu tầm khoảng gần 20 triệu đây. nó giống như thế này luôn mà nó khác nhau chất liệu thôi còn cái này tất nhiên là rẻ hơn rẻ hơn với cái đấy so với cái đấy anh em nhé chiếc Zippo rất là đẹp luôn đây mình xoay xoay cho anh em xem này chất liệu cây này là bằng đồng này, đồng thau nguyên khối đồng thau anh em nhé sau đấy được khắc cái này khắc nổi khắc nối anh em nhé khắc nổi lên còn những cái cạnh anh em nhìn gồ ghề gồ ghề này người ta gọi là khắc uh, quả búa anh em nhé quả búa trên đây thì có giống như một cái vô lăng của tàu hỏa anh... à, tàu tàu thuyền anh em nhé tàu thủy ấy. thì mình không không theo đạo Phật thì mình không biết là cái cái hình này có ý nghĩa gì với cái đạo Phật không đây. nó như thế này hay là nó gọi là cái bánh xe bánh xe cuộc đời đấy. 8 nó chia thành 8, 8 phần anh em nhé Đấy. trên mặt đây thì có một hình một vị Phật Đấy. Đấy. bên trên cũng có một vị Phật nữa trông rất là đẹp cây này thì bằng đồng thau nguyên khối nên là nó nó sẽ ấy nhá nó nó sẽ sức tơ mèo dòng đồng bóng thì nó sức tơ mèo là bình thường cạnh bên của cây này thì đây có một cái cái logo trên đây thì có số limit tật một năm sáu ba đấy anh em nhé và bản lề cái này thì đều tròn kín và có năm chấu cái mối hàn này thì nó như thế này anh em nhé cái dòng amo thì vỏ nó dày nên là cái mối hàn nó sẽ không 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 đều không đẹp như cái dòng vỏ tiêu chuẩn anh em nhé đấy nó hàn như thế này thì nó mới chắc chắn được cạnh bên của nó thì đây nó cũng có cái gọt vân gõ búa như thế này và có ba cái cánh hoa đang rơi đây rất là đẹp anh em nhé một siêu phẩm một đáy cây này là một đáy lồi nó chữ rất là thanh mảnh anh em này sản xuất năm 2020 cái khiên và chữ A rất là rõ ràng anh em nhé Bây giờ mình sẽ bóc tem ra Đây có ba cái cánh hoa đang rơi đây anh em nhé cái vần của búa này rất là đẹp này đấy tiếng kêu đấy anh em nhé tiếng kêu khá là hay bên trong thì như thế này một màu vàng ống như thế này mình bóp thử anh em nhé dày dặn và cứng cáp đấy nên như, thế anh em nhé và cái dòng này là dòng Amor nhưng mà nó nó có vân gõ búa anh em nhé nên là nó trên đây cảm giác nó hơi mỏng hơn so với những cái con Amor khác đấy, nhưng mà thực tế nó dày như thế này, này. Đấy, thực tế nó dày như thế anh em nhé rất là đẹp cây này thì vó với ruột sản xuất trùng năm 20 anh em nhé trùng năm 20 còn cái chữ cái này thường là lệch nhau mấy tháng là không quan trọng đâu anh em nhé chữ cái không quan trọng cái ruột thì bằng thép chuyên dụng không dí, mạ xi vàng. Thường cái ruột thì nó sức tơ tơ là bình thường, không có vấn đề gì cả anh em nhé. Cổ đá này. Cổ đá cao, tròn, đều. Bánh xe thì cắt xéo sâu hình quả chám Trong buồng đốt thì như thế này. Có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh trong buồng đốt rất là sáng ống anh em nhé cái búa thì mịn màng anh em ạ đây nó như thế này tổng thể rất là đẹp bơm xăng anh em bơm vào đây cái này thì thì để thay đá cái này bằng đồng luôn anh em nhé chiếc zippo này thì mình nghĩ là anh em mua để để trưng bày hoặc là anh em để lên bàn thờ cũng rất là đẹp anh em nhé còn nếu anh em muốn mua dùng thì anh em có thể dùng cái khác thì ý mình tư vấn anh em như thế thôi hoặc là anh em cũng hoàn toàn có thể mua để anh em tặng cho người thân của anh em nhé một người nào đấy anh em uh, quý trọng anh em nhé vâng mẫu này thì uh, giá là 2 triệu 800 nghìn anh em nhé 2 triệu 800 nghìn đấy, một chiếc Zippo rất là đẹp một set chứ anh em một set bố rất là đẹp thì uh, set này cây này xúc sẽ bảo hành trọn đời anh em nhé anh em dùng mà nó còn mà gãy cái lưới gà thì bên xúc sẽ bảo hành miễn phí không mất tiền cho dù là bao nhiêu lâu nữa anh em nhé hai mối hàn này thì cũng là nếu mà bong cũng bảo hành miễn phí không mất tiền luôn. Còn cái cái bản lề này anh em dùng nếu mà lâu gãy thì anh em chỉ mất tiền mua cái bản lề đấy thôi. Còn công thay là miễn phí anh em nhé. Trên đây là thông tin của shop Zipman. Đây, anh em cần thông tin gì cứ lên Google anh em nhé. Chữ Zipman, Zipman là ra sản phẩm anh em, à, ra ở website anh em nhé. Vâng, Mình chào các quý anh em đã xem đến giây phút này anh em xem cho shop xin một đăng ký kênh và một like video nhé vâng trân trọng kính chào anh em